Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gia Đình Food. Hôm nay mình vào bếp chia sẻ với các bạn một món ăn mặn rất là ngon. Đây là món cá kho tiêu, cách làm rất là đơn giản và nhanh gọn luôn. Ở đây mình sử dụng là 500g cá tra. Mình sử dụng cái nhát giữa các bạn. Mình về mình rửa sạch qua ít muối, gừng và mình để cho ráo. Mình sẽ cắt nhỏ ra 5-6 khúc nhỏ như thế này. Sau khi mình rửa sạch rồi, mình để ráo trước ha. Và một số nguyên liệu mình đi kèm á. Ở đây mình có tỏi nè, hành củ, gừng và ớt. Và thêm vào đó là một ít tiêu xay. Phần tỏi, gừng và hành mình sẽ băm nhuyễn ra. Ớt thì mình sẽ để nguyên trái. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị cho phần thịt cá. Mình ướp vào đây một ít gừng, một ít tỏi và một ít hành, một thìa muối, một thìa hạt nêm cờ lo. Một thìa nhỏ bột ngọt. Và 3 thìa nước mắm. Các bạn có thể ướp theo khẩu vị của gia đình mình ăn nhé. Và mình ướp thêm vào đây là một thìa dầu ăn nữa. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Và mình ướp trong khoảng 20 phút để cho cái phần thịt cá của mình nó được thấm gia vị. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái chảo nhỏ, mình cho dầu ăn vào. Dầu sôi rồi mình sẽ cho vào đây một thìa đường. Mình cho thêm một tí nữa ha, để mình thắng cho nó ra cái phần nước màu. Mình sẽ sử dụng nước màu trực tiếp như thế này luôn. Và khi nó vừa ngã sang màu vàng cánh gián, mình sẽ cho nốt cái phần hành, tỏi, gừng, băm còn lại vào. Mình đảo đều lên và mình phi cho nó thơm. Lúc này các bạn tắt bếp đi cho lửa nó nhỏ thôi, để cho cái phần nước màu của mình nó không bị cháy. Nó vừa ngã sang cái màu vàng đậm như thế này là được nha các bạn. Mình cho luôn cái phần nước gia vị lúc nãy ướp á, nó còn lại vào. Và mình bật bếp lên. Lúc này cái phần nước nó đã sôi rồi. Mình sẽ lật miếng cá lại và mình đun thêm khoảng 3 phút nữa. Phần thịt cá của mình sau khi nó đã săn lại rồi, mình sẽ cho thêm vào đây 60ml nước. Và mình cho thêm một ít ớt, gừng vào để mình kho chung nhé. Lúc này mình sẽ kho niêu riu khoảng 30 phút. Và trong quá trình kho thì mình sẽ lật lại cái mặt cá ha, cho nó được nhừ đều hai mặt luôn. Mình sẽ để nửa nhỏ ha. Và mình kho niêu riu khoảng 30 phút. Sau khi mình kho được 30 phút này, thì cái mặt cá của mình nó đã vàng đều luôn và rất là chín nha. Cái phần nước của nó cũng đã cạn khô lại rồi.
nhìn cái nước nó sệt, nó sánh rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây một ít hành lá và rắc thêm một ít hành củ nữa. Và mình sẽ cho thêm vào đây một ít tiêu. Cá kho có thêm ít tiêu rất là thơm nha các bạn. Bây giờ mình tắt bếp được rồi ha. Mình đã thực hiện xong cái món cá kho ăn với cơm, rất là đưa cơm luôn nha các bạn. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà ăn rất là đậm đà và ngon cơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.